Thưa quý vị và các bạn, dù đã có chủ trương quản lý chặt cả hoạt động khai thác cát sỏi, nhưng những ngày này, người dân thôn Tân Ba, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy tiếp tục sống trong cảnh lo lắng bởi nạn khai thác trái phép tại diện ồ ạt. Không chỉ nguy cơ mất đất sản xuất, hệ lụy của nạn khai thác cát sỏi còn trực tiếp đến công trình bờ kè hàng chục tỷ đồng chống sói lở ở khu vực thượng nguồn Hữu Trạch này. Tại thôn Tân Ba, nhiều người dân bức xúc đã tập trung cùng việc đơn kiến nghị lên cả cấp chính quyền, đề nghị can thiệp nạn khai thác cát sỏi trái phép gây ảnh hưởng đến đời sống của họ. Hàng chục mảnh vườn trồng chuối, thanh trà, mít và lộ ô đã nghiêng ngả hoặc lọt thỏm xuống lòng khe lù. Công sức bỏ ra để canh tác với hy vọng đợi thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán này bỗng dưng mất trắng. Nỗi lo còn hơn thế khi họ nghĩ về tương lai của con cháu mình. Liệu có còn đất để canh tác và dựng nhà nữa hay không? Sau nữa thì khé nằm trước đi thì rào nè, mà dưng dư ở ra đây thì ở cái cầu khốn như mấy. Mình lỡ mừng sạc lỡ vô thì bất chết tới chứ nữa. Khai thác không có giấy, tức như là khai thác tự do, là tức như là họ đã dùng thuyền bè quá lớn, chạy vô dòng cái lù. Từ điểm nữa mà có nghĩa là dòng cái lù dưới chứ là sập lỡ hai bên bờ là quá nhiều. Bà con là chứ có nhiều nhà là sập đến gần sạc nhà rồi. Trước tình trạng sạt lở tại Tân Ba, Ủy ban Nhân dân xã Thủy Bằng đã cử nhiều đoàn đến thăm dò tìm hiểu tình hình và kiến nghị với cấp trên. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy PC68 cũng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, nhưng tình hình khai thác trái phép vẫn không giảm. Nếu không có các giải pháp ngăn chặn hữu hiệu hơn thì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân, mà hàng chục tỷ đồng đầu tư vào các bờ kè chống sói lở hai bên sông đều trở nên vô nghĩa.